Cảm ơn quý vị đang đến với chương trình Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 6. Hãy cùng gặp gỡ các nhà đấu giá trong đêm đấu giá hôm nay. Nhà đấu giá số 1, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Nhà đấu giá số 2, nhạc sĩ Nguyễn Văn Dung. Nhà đấu giá số 3, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nhà đấu giá số 4, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Nhà đấu giá số 5, ca sĩ Quang Hà. Và cùng chào đón người điều khiển cuộc đấu giá hôm nay, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khang. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình truyền hình về âm nhạc vô cùng quen thuộc, và đó là Sàn Chiến Giọng Hát. Chào đón tất cả quý vị đến với tập phát sóng tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng hàng tuần thứ năm 20:30 trên kênh VTV3. Và Khanh nghĩ rằng đây là một chương trình đủ sức nặng có thể giữ tất cả quý vị ở đây, không chỉ bởi âm nhạc mà còn có rất nhiều những câu chuyện thú vị xoay quanh. Bây giờ thì hãy cùng Khanh gặp gỡ với ban đấu giá trong ngày hôm nay cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trực tiếp tại trường quay nữa. Xin chào tất cả mọi người ạ. Wow, bữa nay là không hẹn mà gặp, chúng ta có ba màu tím. Tự nhiên em thấy màu tím có cảm giác là sẽ giành chiến thắng. Phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà tím nữ nghe. Tím nữ hả? Chứ không có tím nam hả? Tím nam chiếu thôi, bỏ đi. Anh đừng có thắng. Nhường đi. Ừ, anh nhường em. Ừ. Anh Duy ơi, bữa nay quay lại chương trình anh cảm thấy như thế nào? Thực ra thì lần gần đây nhất á, anh ngồi đây thì anh cũng thua. Và để ghi dấu lại những cái sự kiện lần hôm đó với những gì mà anh Kim Tử Long đã dành cho anh, mà anh bắt đầu nhận thức được nhiều. Để có một bài học giá trị hơn, anh đã quyết định xuống tóc. Để lần này lần này anh quay lại thì anh nghĩ là có rất là nhiều những cái thông điệp đến từ vũ trụ. Anh sẽ đón nhận nó nhanh hơn khi mà anh không có tóc nữa. Thì nó sẽ dễ dàng xuống với lại trí não của anh hơn. Em mới vừa xuống tóc, vì vậy cho nên em phải giữ cái lòng từ bi. Dạ. Em đã chọn ai rồi, em đừng nên trả nha. Dạ, công đức vô lượng. Rồi. Dạ, cảm ơn ban đấu giá rất nhiều. Còn bây giờ thì tất cả đã sẵn sàng rồi. Hãy cùng Khanh bắt đầu Sàn Chiến Giọng Hát đêm nay với một ca khúc đầu tiên sẽ do bốn người chơi cùng hòa giọng. Xin mời quý vị. Anh nhớ chưa hôm đây dáng em gầy gầy, nhìn anh đôi mắt lấp lánh. Anh nhớ vương em khi nắng vương thêm, má em màu ngà tóc thề nhẹ vương. Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, ca khúc Nắng Chiều. Và bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta bắt đầu mở 4 chiếc micro để xem diện mạo của 4 người chơi trong ngày hôm nay như thế nào. Hãy cùng Khanh mở vị trí số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ mở vị trí số 2. Vị trí số 3. Vị trí số 4. Xin mời. Thưa quý vị, đây là 4 người chơi với 4 bộ trang phục gần như là cá tính hoàn toàn khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ xem sự quyết định của nhà đấu giá là nữ duy nhất ngày hôm nay sẽ lựa chọn căn phòng số mấy ạ. Khánh mời chị Hồng Vân. Đèn quá. Giờ lựa cái màu nào mà bạch kim đi. Để cho may ra là vượng cho mình. Đúng không? Thế thì sự lựa chọn của chị Vân là số
Số 2, thưa quý vị. Và quý vị ơi, hãy cùng Khanh tìm hiểu về hai dữ kiện của chàng trai ở vị trí số 2. Mời bạn chia sẻ về dữ kiện thứ nhất. Thổn thức. Và dữ kiện thứ hai ạ? Con ngoan. Tức là bạn là một người con ngoan đúng không? Chứ không lẽ là con của bạn ngoan? Hoặc là bạn đang cố gắng để trở thành một người con ngoan cũng có thể. Dạ. Để báo hiếu cha mẹ đúng không? Tại vì đã có một thời gian là chưa ngoan, rồi còn thổn thức. Thì nó có hai vế, ví dụ như là bạn thích những cái dòng nhạc nó làm cho mình bị thổn thức. Hoặc là đã có rất nhiều đêm với những lỗi lầm của mình với ai đó, với cuộc đời, với chính bản thân hoặc với cha mẹ, mà mình đã phải tự thổn thức với cái dòng nước mắt của riêng mình. Bạn này rất là đam mê nghệ thuật, rất là muốn trở thành một người nghệ sĩ. Bạn ấy đã dành rất là nhiều thời gian cho cái việc mình sẽ hoạt động nghệ thuật. Có thể là đi thu âm về khuya hoặc là đi diễn về khuya. Ba má ở nhà ngủ không được, rất là thổn thức. Và sau ngừng ấy cái khoảng thời gian thì bạn ấy quyết định là mình phải thành công với cái sự lựa chọn của mình. Bạn ấy muốn quyết tâm trở thành một người nghệ sĩ thành công hơn, để báo hiếu cho ba má, để mình trở thành một người con ngoan. Sau cái thổn thức đây là rơi vào ba má của bạn này đúng không? Dạ đúng rồi, theo hướng của em thì em sẽ phân tích như vậy. Khanh nghĩ ra bây giờ mình sẽ tạm thời gác bỏ thêm tất cả những thắc mắc khác, để chúng ta bắt đầu đấu giá để sở hữu giọng hát này trước, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Quý vị đồng ý không ạ? Dạ. Bây giờ sẽ là phiên đấu giá thứ nhất. Phiên đấu giá thứ nhất này, mỗi lần gia tăng chúng ta được tăng thêm 500.000 đồng. Bởi vì giá trị khởi điểm của phiên đấu giá này cũng là 500.000 đồng. Với thời lượng 90 giây, không biết nhà đấu giá nào sẽ sở hữu được giọng hát của người chơi ở vị trí số 2. Tất cả đã sẵn sàng. Phiên đấu giá thứ nhất bắt đầu. 500. Anh có 1 Hà triệu. 500. Triệu rưỡi. Chị Vân 1 triệu rưỡi. 2 triệu. Anh Hà 2 triệu. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi chị Vân. 3 triệu. Anh Chu 3 triệu. 3 triệu rưỡi. 4 triệu. 4 triệu rưỡi. Chị Vân 4 rưỡi. Anh Long 5 triệu. 5 triệu rưỡi. Anh Trung 5 rưỡi. Anh Hà 6 triệu. 6 rưỡi. Chia 6 rưỡi. 7 triệu. Anh Trung 7. 7 rưỡi. 8. 8 rưỡi. 8 rưỡi. Chín. Chị Hồng Vân 9 triệu. 9 rưỡi. 10 triệu. 10 triệu rưỡi. 11. 11 rồi ạ. 11 rưỡi. 12. 12 bên đây rồi. Anh 12 rưỡi. Anh Trung 12 rưỡi. 13. Anh Long 13. 13 rưỡi. Hả? 14. Khí thế là 16. 14 đến 14. Anh Hà đang 14 rồi. 13 rưỡi rồi. Đến 14. 14 rưỡi. Anh Chu 14 rưỡi. 15. 15 rưỡi. 16. 16 rưỡi. 16 rưỡi lần 1. 17. 17. 17 rưỡi. 18. 18. Anh Chu đang dẫn đầu 18 triệu. 18 rưỡi. 19. Anh Chu tiếp tục dẫn đầu 19. 19 rưỡi. 20. Anh Chu dẫn đầu nữa 20. 20 rưỡi. 21. Anh Chu dẫn đầu luôn 21. Nhiều tiền quá. Ai trả nhiều Chu trả hơn 500. 22. 22 rưỡi. 23. 23 rưỡi rồi. 23 rưỡi. 24. 24. 24 lần 1. 24 lần 1 rồi. 24 lần 2. 24 rưỡi. 25. 25. 25 rưỡi. 26. 26. 26 rưỡi. 26 rưỡi. 27. 27. 27 rưỡi. 27 rưỡi. 28. 28 rưỡi. 29. 29. Xin phép xem lại máy hoạt động 15 tỷ. 28 rưỡi. 29. 29. Thưa quý vị, chúng ta đã xem lại thước phim vừa rồi và đã có kết quả ở phiên đấu giá thứ nhất. Nhà đấu giá sở hữu được giọng hát của người chơi vị trí số 2, đó chính là chị Hồng Vân. Chúc mừng chị. Có thấy chưa? 29 triệu là con số hợp lệ nhất ở vòng này. Và bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức tiếng hát của người chơi vị trí số 2. Xin mời. Bon trên những dặm đường, giờ làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi nương, và xe ta bon ra chiến trường. Chào em cô gái lam hồng, giữa tiếng bom gào đạn rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn tỏa lan trên quê ta, đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Hồng Linh ơi, đỉnh cao mây vờn đã cùng em tình những đêm thức trọn, nối tiếp những mạch đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua, tình yêu quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm. Tiền phương tay lái mang tình em đạm đà. Xe ta bon bon đi trên đường, lòng vui như mơ hội
đường quê em êm êm đưa như thoi dệt bao tâm tình, lững lờ đèn giặc soi nữa soi để em đi thông đường. Kia gà rừng bằng cây cuối nương vượt đèo ngang đó bạn ơi, tay lái ta dồn lên lời ca hỡi cô gái trên đất Nam Hồng. Mỗi dặm xe qua lòng em càng thấu tỏ, dù xanh chạy đêm chạy ngày cùng chặt tay bằng tình nghĩa em, vì miền Nam bao yêu thương đi thông đường để những chuyến xe qua hòa chung tay lái em đã góp công ngày đêm trên tuyến đường. Xe ta bon trên những dặm đường giữa làng quê ta, băng qua bát suối đeo đội nương, mà xe ta bon ra chiến trường. Chào em cô gái Lam Hồng, giữa tiếng bom gào đạn rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường, niềm vui lớn tỏa lan trên quê ta, đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua Hoành Sơn một mái suối về. Hoa tình em từ những viên đá nhỏ, đêm đêm lạc trên đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua, tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm tiền phương, tay lái mang tình em đạm đàng. Xe ta bon bon đi trên đường, lòng vui như mơ hội, đường quê em êm êm đưa như thoi dệt bao tâm tình, lững lờ đèn giặc soi lửa soi để em đi thông đường. Kia gà rừng vặn gay cuối nương vượt đèo ngang ngó bạn ơi, xe ta bon bon đi trên đường, tiền phương đang vẫy gọi hơi quê hương, bao thân yêu cho ta gửi lời tâm tình, chào những người chẳng tiếc máu xương ngày đêm đi thông đường, là những yêu điều phủ lấy giá gương, đây tình Nam với nghĩa Bắc thương nhau ta nào có quản chi. Hỡi cô gái trên đất Lam Hồng, với bàn tay em rời non và lấp biển, dù xanh chạy đêm chạy ngày cùng chặt tay bằng tình nghĩa em, băng mình trong mùa gian nan đi thông đường để những chuyến xe qua dồn nhanh tay lái vút tiếng hát ca chào quê hương Lam Hồng. Hòa chung tay lái em đã góp công ngày đêm trên tuyến đường. Hỡi la la ơi la, 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 hỡi la la ơi la. Hay quá, dễ thương. Thưa quý vị, năng lượng như thế này mới lái xe băng băng trên đường được đúng không ạ? Một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Ánh Dương, chào em cô gái Lam Hồng với tiếng hát Lê Viết Thu. Xin chào Lê Viết Thu. Viết Thu xin được gửi lời chào đến ban đấu giá, xin được gửi lời chào đến toàn thể khán giả trong trường quay cũng như toàn thể khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ ạ. Xin chào Lê Viết Thu, một tiết mục mở màn cho chương trình đêm nay rất là nhiều năng lượng, tích cực. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Lê Viết Thu chia sẻ về hai dữ kiện của anh ấy để hiểu hơn. Xin mời bạn, dữ kiện thứ nhất. Dạ, dữ kiện thứ nhất của em là thổn thức. Từ bé em đã thích những ca khúc nào mà nó kiểu ngợi ca quê hương đất nước, những ca khúc về thân phận con người, những ca khúc sâu lắng. Em có thể hát được nhiều dòng nhạc khác nhau. Và có những lần em cũng tự hỏi bản thân mình rằng là không biết rằng là mình có nên hát dòng nhạc khác hay không. Để tại vì các bạn trẻ như mình cũng đang hát dòng nhạc đó và người ta thành công thì không biết là mình thử thì biết đâu mình thành công thì sao. Và em cũng đã thử. Nhưng sau khi em về em hỏi lại bản thân em hỏi lại em là mình hát cái gì mình cảm giác là trái tim mình rung động nhất, mình hát cái gì mình cảm giác mình là mình nhất, thì em cảm thấy rằng là hát dòng nhạc này mang cho em cái sự tự hào khi em hát. Đó là từ thổn thức đúng không? Vâng ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Lê Viết Thu chia sẻ về dữ kiện thứ hai. Dạ, dữ kiện thứ hai của em là con ngoan. Chương trình này cha em là fan ruột của chương trình. Thế thì Tết, một năm xa nhà em đi làm, Tết em về em thăm gia đình thì cha mới nói con ơi, cha thấy chương trình này cũng hay mà cha thấy nhiều người tham gia hay lắm, hay là con tham gia đi, tại vì cha mở tivi mà cha thấy con này cha sẽ rất vui. Em được chọn rồi,
thì em quyết định, em nói ban tổ chức là 1-2 cho em chọn cái ca khúc này, vì ca khúc này nó đã gắn liền với tuổi thơ của em và theo em đến tận bây giờ. Và có một điều nữa, em xin một điều nữa thôi, là có một cái điều mà mặc dù người con nào cũng có hết nhưng rất khó nói với cha mình: cha ơi, con thương cha rất nhiều. Cảm ơn Lê Viết Thu. Khanh nghĩ rằng hôm nay không chỉ là niềm vui mà đó còn là sự tự hào của cha bạn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ban đấu giá về tiết mục rất là, gọi là rất là tuyệt vời vừa rồi. Thật ra là lúc nãy cái bài hát mở màn thì anh có nghe loáng thoáng một cái giọng baritone, thì anh nghĩ, anh đoán đó là em chứ không phải là cái bạn số 3. Và trực giác đó đã cho anh rất là đúng, và hôm nay anh đã mang đến một cái tiết mục rất là xuất sắc. Nhìn Thu á, hát á, chị cứ hình dung lúc mà chị nhìn Quang Hà, lúc mà hồi Quang Hà còn trẻ đó, sung mà nó lan tỏa cái năng lượng, cực kỳ năng lượng tốt á. Anh rất thích cái cách mà em hát những cái bài hát nhạc xưa, hoặc là những cái bài hát cách mạng mà em hát theo kiểu tuổi trẻ của em, vì nó mang hướng một, đúng một con người trẻ tuổi, và một cái gì nó rất là mới mẻ và làm cho mọi người cảm thấy rất là hào hứng. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà. Chúc mừng chị một lần nữa vì đang sở hữu một người chơi Khanh gọi là cũng khá là nặng ký trong đêm nay đấy ạ. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay chúng ta bắt đầu bình chọn cho tiết mục vừa rồi của Lê Viết Thu. Xin mời. Quý vị thân mến, Khanh đã có kết quả bình chọn dành cho tiếng hát của Lê Viết Thu. Và ngay bây giờ Khanh sẽ mở phong bì để xem số điểm mà quý vị khán giả tại trường quay đã dành cho chàng trai này là bao nhiêu. Và số điểm dành cho Lê Viết Thu là 94 điểm. Quá hay chị ơi. Chúc mừng Lê Viết Thu, đây là tình cảm của quý vị khán giả tại trường quay đã dành cho bạn. Và Khanh hy vọng rằng số điểm này sẽ đủ khả năng giữ Lê Viết Thu đến vòng cuối cùng của sàn chiến giọng hát đêm nay. Còn bây giờ hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá thứ hai. Còn bây giờ thì Khanh xin phép mời anh Nguyễn Hoàng Duy sẽ giúp Khanh lựa chọn vị trí tiếp theo. Anh nhìn vào nhãn cầu của Trung và nó đang phản lại một cái hình ảnh, đó chính là số 1. Anh quyết định chọn số 1. Yeah. Đúng là bạn thân. Cảm ơn anh Nguyễn Hoàng Duy rất nhiều. Chúng ta cùng tìm hiểu về cô gái vị trí số 1. Cô gái này cũng sẽ có hai dữ kiện. Xin mời bạn tiết lộ về dữ kiện số 1. Kim. Và dữ kiện số 2. Myanmar. Kim sinh thủy là hợp với mạng của Trung nè, là chắc là đây là bạn sẽ là bạn Kim. Ok. Còn Myanmar đoạn này thì mình vẫn đang thấy tâm trí bạn rối bời lắm. Mình rối bời lắm. Hay là ba hoặc mẹ bạn là người có thể Myanmar. Là bạn ấy là có hai dòng máu trong người chẳng hạn. Kim là giống như Kim Tử Long vậy, chắc ái mộ tôi dữ lắm hay sao. Đó, một cái option quá hay luôn. Mà cũng có thể là bạn này có chồng ở Myanmar. Duy. Dạ. Em dạ. Có thích không? Em theo anh ạ. Dạ. Phiên đấu giá thứ hai bắt đầu. Thưa quý vị, ở phiên đấu giá thứ hai thì thời lượng là 60 giây và số tiền khởi điểm lúc này là 1 triệu đồng. Mỗi lần tăng chúng ta được phép tăng thêm 1 triệu. Tất cả sẵn sàng, phiên đấu giá thứ hai. Bắt đầu. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6. 7 triệu. 8 triệu. 9 triệu. 10. 11. 11. 12. 13. 14. 15, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30. Chúc mừng anh Long, anh đã sử dụng 30 triệu đồng để có thể sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 1. Ngay bây giờ hãy cùng Khanh thưởng thức tiếng hát của người chơi vị trí số 1 quý vị nhé. Đêm xuống dần muôn ánh đèn đột nhiên như ngời sáng kè, bao phố phường bao mái lầu chìm trong bóng đêm. La 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 đời đẹp quá bài thơ. Đèn đi lối về cơn gió lùa nàng nghiêng bao
tà áo và bao mái đầu không vướng sâu kẻ vai bước màu la 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 lòng thầm nhớ trong nói anh đã lo việc đời ôi hai mươi năm u hồi đường vừa đi phải cần nhau thời xuyên mai ngờ đâu tình duyên đã lỡ rồi lỡ tuổi lỡ thời đôi ta cũng xứng đáng ở tôi chưa kiếp sau tình yêu đáng chờ đến tối về dìu nhau trên đường phố dìu hươn tóc thề và sát kề đời như giấc mơ la 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 lòng thầm nhớ thành đồng hey chẳng thân ngày người trai cháu yêu cuộc đời tươi sáng bước chân say sưa đi trên 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 đường tình yêu đón chờ đến tối về dìu nhau trên đường phố dìu hương táo thề bắt sát kề đều như giấc mơ la 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 lòng thầm nhớ thành đồng năm anh 20 em mới sinh ra đời ngày anh 40 em mới vừa đôi mươi tình đời nhiều lúc mỉa mai cuộc đời nhiều đắng nhiều cay vui đó sau đây tình yêu đón chờ đêm tối về dìu nhau trên đường phố dìu hươn táo thề vắt sát kề đều như giấc mơ la 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 lòng thầm nhớ thành đồng lòng thầm nhớ thành đồng lòng thầm nhớ em ơi anh 60 rồi. Xin giới thiệu tiếng hát Cao Huỳnh Băng Thảo. Vâng, lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể quý vị khán giả truyền hình cũng như khán giả trường quay ban đấu giá và anh MC duyên dáng Bạch Công Khanh ạ. À. Xin chào bạn. Cảm ơn bạn vì đã đến với chương trình ngày hôm nay. Tiết mục vừa rồi rất là dễ thương và nó còn dễ thương hơn nữa khi mà có thêm sự hỗ trợ của anh Kim Tử Long. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Cao Huỳnh Băng Thảo chia sẻ về hai dự kiện của bạn. Dự kiện đầu tiên là Kim ạ. Dạ thì đúng như hầu hết các cái dự đoán của ban đấu giá thì em là mạng Kim ạ. Và em rất thích cái hình ảnh vàng tại vì khi mà vàng bị đốt cháy trong bất cứ một cái nhiệt độ nào đi nữa thì vàng cũng không có tan chảy, thì giống như một phần tính cách trong con người của em. Khi tất nhiên trong cuộc sống mình gặp rất là nhiều khó khăn và biến cố xảy ra, nhưng mà mình không có cho phép bản thân mình gọi là gục ngã, bỏ cuộc. Mình phải đứng dậy, đấu tranh, cố gắng phát triển bản thân và trưởng thành hơn. Thế còn dự kiện thứ hai nào, Myanmar? Trước năm 2020 trở về trước thì em may mắn có được cơ hội cùng với đồng nghiệp đi qua nước ngoài, cụ thể là 4 nước ở Đông Nam Á. Em biểu diễn cái nhạc đó thì khoảng 3 năm, nhưng mà trong đó đất nước Myanmar là đất nước em có các cơ hội may mắn
ở lại sinh sống và làm việc ca hát 2 năm. Dạ. Chất giọng của bạn anh nghe nó rất là khào, nó có cái chất kim ở trong đó. Cảm giác là bạn này sẽ hát những cái gì nó liên quan về soft R&B hoặc là pop thì anh nghĩ nó sẽ hay hơn. Mà hôm nay thì bạn ấy cũng đã làm rất tốt với lại một bạn mashup của mình. Chúc mừng em. Giọng hát vừa có thổ, vừa có kim. Và đặc biệt hơn nữa là bạn có một cái giọng rung tự nhiên, nó rất là hay. Còn về duyên dáng trong bài hát này, về cách thể hiện bài ca của em rất là tốt. Chúc mừng em đã thành công với bài hát này. Và anh nghĩ rằng với cái sự duyên dáng dễ thương đó thì khán giả ở đây sẽ bình chọn cho em số điểm rất là cao. Khán giả ở đây cũng rất là yêu thương anh, cho nên dành rất là nhiều tình cảm cho em, đúng không mọi người? Cảm ơn Kiều Tử Long rất nhiều. Còn nói gì nữa à quý vị khán giả ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của Cao Huỳnh Băng Thảo. Xin mời. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với sàn chiến giọng hát. Và thưa quý vị, đây là phiên đấu giá thứ hai, cho nên là các nhà đấu giá đang sở hữu được giọng hát, họ sẽ có thêm một cái quyền là hoàn trả lại giọng hát mà mình đang sở hữu nếu như mà họ có một sự lung lay trong suy nghĩ. Ở thời điểm này thì anh Kim Tử Long, anh đang sở hữu tiếng hát của Cao Huỳnh Băng Thảo với số tiền đấu giá là 30 triệu đồng. Trước khi Khanh mở phong bì này thì chúng ta sẽ được biết quyết định của anh Kim Tử Long đối với tiếng hát của Băng Thảo. Sự thật mà nói là em là hội đủ về ngoại hình, về duyên dáng, mà giọng ca của em thì nó hơi thiếu một tí thôi, là vì em hồi hộp quá. Nhưng mà anh vẫn đánh giá cao về cái bài của em, về cách biểu diễn và làm nóng sân khấu. Giữ lại. Đó là quyết định của anh Kim Tử Long. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe quyết định của chị Hồng Vân với tiếng hát của Lê Viết Thu. Xe ta bon bon trên dặm đường, dừa lòng quý ta băng qua bao suối đeo đôi. Trời ơi, thuộc luôn hả? Em rất thích bài này và em rất thích bạn Thu. Giữ lại. Giữ lại. Thưa quý vị, bây giờ Khanh sẽ mở phong bì để xem Băng Thảo nhận được bao nhiêu điểm. Chín mươi điểm là số điểm mà quý vị khán giả tại trường quay đã dành cho Băng Thảo. Như vậy thì chúng ta sẽ phải tạm chia tay với Băng Thảo tại đây. Và cuối chương trình mình sẽ gặp lại. Và chúc mừng cho Lê Viết Thu, bạn vẫn sẽ tiếp tục với sàn chiến giọng hát đêm nay. Và hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá thứ 3. Bây giờ Khanh mời anh Trung. Anh Nguyễn Văn Trung sẽ chọn số mấy ạ? Số 4 ạ. Chúng ta cùng tìm hiểu về cô gái vị trí số 4 thưa quý vị. Và dữ kiện đầu tiên của bạn là, xin mời, Hoài Bão. Và dữ kiện thứ hai, Tồn Tại. Sâu sắc đấy. Hoài Bão có thể là bạn có một cái ước mơ rất lớn, bạn có một cái khát vọng, bạn sẽ đeo đuổi được cái con đường âm nhạc này. Và bạn có thể làm hết mọi thứ, bạn cố gắng hết sức để đạt được cái hoài bão đó của bạn. Còn cái chữ tồn tại là có thể là bạn đi theo con đường âm nhạc này khá là lâu, và trong cái quá trình đó bạn cũng gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều thử thách, nhưng mà bạn vẫn không bỏ cuộc. Và đến tận bây giờ bạn vẫn cố gắng tồn tại với con đường âm nhạc này, mặc dù bạn biết là cái xác suất thành công nó sẽ khá là nhỏ với mình, nhưng mà bạn vẫn quyết tâm để được tồn tại với nó, được sống hết mình với nó. Có vẻ như ai cũng đồng tình hết trơn luôn. Im lặng. Thế thì đấu giá đi. Thế thì chúng ta cần gì phải phân tích nữa ạ? Chính xác. Quá rõ ràng. Phiên đấu giá thứ 3 bắt đầu. Quý vị, ở phiên đấu giá thứ 3 thì thời gian lúc này chỉ còn có 30 giây và số tiền khởi điểm là 2 triệu đồng. Mỗi lần tăng thì các nhà đấu giá được phép tăng thêm 2 triệu mà thôi. Phiên đấu giá thứ 3. Đồng. 2. 4 triệu. 6 triệu. 8 triệu. 10. 12 triệu. 14. 16 triệu. 18. 20 triệu. 20 lần 1. Anh Hạm vô hả? 20 lần 2. 22. 24 triệu. 26. 26 lần 1. 26. 26 lần 2. 28 triệu. 30. Đúng. Chúc mừng anh Nguyễn Hoàng Duy. 30 triệu đồng để có thể sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 4.
Bây giờ chúng ta sẽ xem phần trình diễn của cô gái vị trí số 4. Xin mời. Tôi hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm. Trời đến hôm nay, những chàng trai đang lại mấy cây.
Xin giới thiệu tiếng hát Hoàng Yến. Đầu tiên cho phép Hoàng Yến xin gửi đến các khán giả hiện tại là đang xem truyền hình, các khán giả ở trường quay, xin gửi đến MC Bạch Công Khanh và xin gửi lời chào đến 5 vị đấu giá. Xin chào Hoàng Yến. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Hoàng Yến chia sẻ về hai dữ kiện. Sự kiện đầu tiên của em là Hoài Bão cũng như là anh Trung vừa nãy nói thì em đứng ở trên này em rất là xúc động. Tại vì anh nói đúng như những gì tâm tư tình cảm của em. Em là một cô gái sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Và khi còn rất là bé em cũng mong muốn mình sẽ được là một ca sĩ, mình cũng được nổi tiếng. Và em quyết tâm là thi vào trường, một môi trường chuyên nghiệp, đấy là trường văn hóa nghệ thuật quân đội. Và em có tham dự một cuộc thi cũng có danh tiếng, đấy là cuộc thi Sao Mai. Thì em cứ nghĩ là xong rồi mình cũng sẽ có một cái vị trí đứng ở trong âm nhạc. Nhưng mà cũng rất là khó khăn, tại vì dòng nhạc của em là dòng nhạc chính thống. Và đến hiện nay thì dòng nhạc đấy vẫn đang bị bó buộc trong một bộ phận khán giả, chưa được lan tỏa. Và khi mà em đến với chương trình Sàn Chiến Giọng Hát thì em cũng muốn được thể hiện bản thân mình, cũng muốn được đưa dòng nhạc dân ca đến cho bộ phận khán giả khác, nhất là những bạn trẻ bây giờ. Vâng, cái đấy là Hoài Bão cho em. Sự kiện thứ hai là Tồn Tại ạ. Em thì một thân một mình và cũng đang gặp rất là khó khăn. Vì mình nam tiến, mình không có gia đình, không có người thân bên cạnh, cũng không có ai hỗ trợ con đường âm nhạc của mình. Em cũng muốn truyền lửa cho các bạn thế hệ trẻ bây giờ. Nếu mà theo dòng nhạc dân ca thì ngoài yếu tố về năng lực của mình thì mình lại phải còn kết hợp rất là nhiều những yếu tố ở ngoài nữa thì mới có thể thành công được. Ví dụ như là em muốn nhiều chương trình hơn biết đến em thì em phải có một cái kênh YouTube hoặc là một cái kênh TikTok hoặc là một cái trang Facebook của em để em có thể giới thiệu những bài hát của em, chủ động mình giới thiệu bản thân mình. Thì như vậy mình tự tạo thêm cơ hội cho mình. Đó là cái cách mình giải quyết được vấn đề. Em đang mang trong mình một cái hoài bão rất là lớn. Thế thì em muốn đốt cháy những người khác thì năng lượng của em nó toát ra nó phải hơn 200 độ C thì giỏi lắm em mới đốt người khác lên 100 độ được. Và anh cũng rất như muốn như chung là lần sau nếu như chúng anh có cơ hội gặp lại em thì anh muốn nhìn thấy một cái năng lượng tuyệt vời hơn đến từ em. Vì một người được đào tạo bài bản như em, anh nghĩ sẽ làm được rất nhiều thứ, rất nhiều điều hơn với những gì mà em đang thể hiện. Và anh cũng sẽ chúc cho em sẽ thành công hơn với sự lựa chọn của mình. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn sau khi nghe những chia sẻ rất chân thành của ban đấu giá dành cho Hoàng Yến. Xin mời quý vị. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với sàn chiến giọng hát đêm nay và đây là phiên đấu giá thứ 3, cho nên là các nhà đấu giá đang sở hữu giọng hát họ vẫn còn quyền hoàn trả. Bây giờ với tiếng hát của Hoàng Yến đang thuộc quyền sở hữu của anh Nguyễn Hoàng Duy với số tiền mà anh đã đấu giá là 30 triệu, anh có quyền hoàn trả lại hoặc giữ lại cho riêng mình. Nếu như anh vẫn tự tin, trong đây sẽ là số điểm đủ sức giữ Hoàng Yến đi tiếp. Anh mạng hỏa và anh cũng sẽ muốn truyền cho em một cái ngọn lửa, một cái ngọn đuốc để em có thể thắp sáng hơn cho cái niềm tin của em, để em có thể tiếp tục với những cái hoài bão của em và em sẽ tồn tại được, cũng như em sẽ lan tỏa đến cho những người bạn của em, những người yêu thích cái dòng nhạc của em muốn. Anh vẫn quyết định sẽ giữ em. Không, dạ. Đó là quyết định của anh Nguyễn Hoàng Duy. Thế thì bây giờ chúng ta phải một lần nữa nghe quyết định của chị Hồng Vân. Không trả. Đó là quyết định của chị Hồng Vân ạ. Thế thì bây giờ Hoàng Yến hay là Lê Viết Thu sẽ là người đi tiếp với sàn chiến giọng hát đây. Hãy cùng anh theo dõi số điểm trong phong bì. Số điểm dành cho Hoàng Yến là 91 điểm. Cảm ơn Hoàng Yến vì đã đến với sàn chiến giọng hát và lát nữa đây chúng ta sẽ gặp lại Hoàng Yến ở cuối chương trình. Còn bây giờ thì hãy cùng anh đến với phiên đấu giá tiếp theo. Quý vị, sau khi kết thúc phiên đấu giá thứ 3 thì hiện tại có hai nhà đấu giá đang ngang tài ngang sức với nhau, đó chính là anh Nguyễn Hoàng Duy và anh Kim Tử Long, mỗi người đều không có tiền ạ. High five anh ơi, Bluetooth. Yes. Chúng ta cùng tìm hiểu về chàng trai vị trí số 3, thưa quý vị. Mời bạn tiết lộ về dữ kiện đầu tiên. Dĩa hè. Và dữ kiện thứ hai ạ. Màu cam. Dĩa hè là bạn đây là một tập vụ
của một cái quán gì ở vùng vỉa hè. Có thể là bạn đã từng làm ca sĩ hát vỉa hè, có thể là bạn đã từng hát kẹo kéo. Bạn này có thể là một trong những thành viên đi hát hớt tóc hay là từ thiện ở ngoài vỉa hè, mà bạn ấy là một thợ hớt tóc chuyên nghiệp, nhưng bạn thấy rất là thích hát. Đấu giá đi. Phiên đấu giá thứ tư sẽ bắt đầu ngay bây giờ. 15 giây sau cùng ở phiên đấu giá thứ tư, và 3 triệu là số tiền khởi điểm dành cho các nhà đấu giá. Mỗi lần tăng, họ sẽ được phép tăng thêm 3 triệu. Tất cả sẵn sàng. 3, 2, 1. Sáu triệu. Chín triệu. 12 triệu. 12, 15 triệu. 15. 18 triệu. 18. 21 triệu. 21. 24. 24. 24 lần 1. 24 lần 2. Thưa quý vị, Khanh chưa kịp chốt thì phiên đấu giá đã kết thúc 15 giây. Em được rồi. Đó, dạ. Và chúng ta cũng đã biết được nhà đấu giá nào đã giành chiến thắng ở phiên đấu giá này và sở hữu được tiếng hát của chàng trai vị trí số 3. Đó chính là 24 triệu của anh Nguyễn Văn Trung. Chúc mừng anh. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức phần trình diễn của chàng trai vị trí số 3. Xin mời. Người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu, một người ngồi đây trong hoa trôi theo nước chảy phương nào. Trời thì mưa rơi, mưa rơi không ngừng suối tuôn niềm đau. Người thì hẹn nhau sang sông mong cho trong tay mùa ngóng. Đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu. Hẹn hò tan thu sang xuân bên nhau biến thuở ban đầu. Dù tình không nguôi đôi ta xin cho hứa vui về sau. Trời còn làm cho mưa rơi cách biệt dài lâu. Nước vẫn trôi mau, mắt vẫn hoen sâu. Đành để hồn theo nước trôi không màu. Số kiếp hay sao không cho bắn cầu, thì xin sóng nước sẽ cho gần nhau. Người bèn xa ven sông buông theo nước cuồn cuộn mong. Một người chìm sâu trong khi mưa ngâu bỗng ngừng ngang đầu. Cuộc tình thương đau em trôi theo nước xuôi về đâu. Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau. Đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu. Hẹn hò tan thu sang xuân bên nhau biến thuở ban đầu. Dù tình không nguôi đôi ta xin cho hứa vui về sau. Trời còn làm cho mưa rơi cách biệt dài lâu. Nước vẫn trôi mau, mắt vẫn hoen sâu. Đành
hồn theo nước trôi không mộng. Gió kiếp hay sao không cho bắn cầu, thì xin sóng nước sẽ cho gần nhau. Một người bên xa bên sông uống theo nước cuồn cuộn mong, người chim sống trong khi mưa ngâu bỗng ngừng ngang đầu. Cuộc tình thương đau em trôi theo nước xuôi về đâu. Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau. Cuộc tình thương đau em trôi theo nước xuôi về đâu. Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau. Lời đầu tiên xin cho phép Trần Đức được gửi một lời chào trân trọng nhất đến đây quý bạn đấu giá và quý khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay cũng như là quý khán giả xem đài. Một lời chào thân thiết. Xin chào Trọng Đức, bây giờ bạn hãy chia sẻ cho chúng tôi biết về hai dữ kiện của mình nhé. Đầu tiên là tại sao lại làm dĩa hè? Dĩa hè là đối với em là một cái sân khấu rất là quen thuộc. Và mỗi cuối tuần em có một cái nhóm hát từ thiện đi hát để quyên góp cho các bệnh nhi nghèo. Chỉ là bệnh nhi thôi. Đối tượng quyên góp của tụi em là bệnh nhi thôi. Và bọn em sẽ đi hát và quyên góp tiền và đóng thẳng tiền viện phí cho bệnh viện. Xong sau đó sẽ lấy hóa đơn gửi tặng cho bệnh nhân. Cái sân khấu được gọi là dĩ hè này là nó đã quá quen thuộc với tụi em trong hơn 7 năm rồi. Tụi em sẽ dùng 100% số tiền mà mình quyên góp được đó là để đóng viện phí cho các bệnh nhi nghèo luôn. 100% tại sao mà bọn em là luôn luôn tiên quyết cho cái vấn đề là sẽ không đụng vào dù chỉ là một đồng thôi. Là tại vì là nó có liên quan tới dự kiện số 2 là màu cam. Thì cái màu cam này là một màu áo đồng phục của những chị công nhân thu dọn rác á. Dạ. Thì trong cái lần mà bọn em hát ở đường Phan Xích Long á, thì là có cái chị đó, chị luôn luôn chờ ở đó. Rồi chị đến đó chị tặng cho bọn em 100.000. Cái số tiền đó đối với em á nha, nó rất là giá trị. Nó giá trị không chỉ ở vật chất mà nó giá trị còn ở cái tình người, cái sự sẻ chia giữa người và người. Chỉ quyên góp đến nay chắc cũng có 4 năm rồi. Em hát rất tốt, giọng hát của em rất là sang. Chỉ có một góp ý nhỏ thôi. Nếu như em nhắm mắt lại và em tưởng tượng ra một phong thái đỉnh đạt, sang trọng, và với cái giọng hát đó của em á, thì em sẽ còn tiến xa hơn nữa. Nếu như hôm nào mà đội của em có làm cái chương trình đó đó, em hãy cho anh biết, anh có thể tham gia nha. Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Long. Em hát ngày hôm nay rất hay. Em hát bằng đúng trái tim của em. Chỉ có một điều anh cũng rất đồng tình với anh Long, đó là em nên tự tạo cho mình một phong cách nó lịch lãm và nó từ tốn hơn khi em hát cái dòng nhạc này. Hát với sức trẻ của tuổi 28 và hát bằng suy nghĩ của tuổi 38. Cảm ơn chia sẻ của nhà đấu giá. Bây giờ sẽ là thời gian sau cùng để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay. Nếu như thật sự yêu thích tiếng hát của Trọng Đức và phần thể hiện của anh ấy thì hãy bình chọn ngay bây giờ. Xin mời. Quý vị, đây là phiên đấu giá cuối cùng, cho nên các nhà đấu giá đang sở hữu giọng hát họ sẽ không có quyền hoàn trả nữa. Ở thời điểm này thì chị Hồng Vân đang sở hữu tiếng hát của Lê Viết Thu với số tiền đấu giá là 29 triệu và Lê Viết Thu đang nhận được 94 điểm. Bây giờ khách sẽ mở phong bì để xem số điểm mà Trọng Đức nhận được là bao nhiêu. Thank you.
ai sẽ là người chiến thắng trong đêm nay? Bây giờ chúng ta sẽ nghe những lựa chọn của các nhà đấu giá còn lại. Đó chính là anh Kim Tử Long, anh Nguyễn Hoàng Duy và anh Quang Hà. Khanh sẽ mời anh Nguyễn Hoàng Duy trước. Anh sẽ chọn tiếng hát của Trọng Đức. Trọng Đức. Bạn có một sự lựa chọn cho anh Duy. Thế còn anh Long? Tôi luôn luôn muốn đem cái tấm lòng từ thiện, yêu thương gửi đến cho tất cả những mảnh đời cơ cực. Và bạn Đức đã làm cho tôi rất là cảm xúc. Và tôi mong rằng sau cái chương trình này bạn phải lấy điện thoại của tôi ngay, để khi nào có chương trình tôi sẽ tham gia. Vì vậy cho nên là tôi quyết định là tôi chọn Trọng Đức. Đó là sự lựa chọn của anh Kim Tử Long. Tôi muốn nói ý nữa với lại Trọng Đức, đó là tại sao anh dành cái này cho em á. Tại vì anh muốn rằng khi mỗi một lần mà em đi ra vỉa hè em hát á, em sẽ rất là hãnh diện khi em là người chiến thắng sàn chiến giọng hát, để đem số tiền này tiếp tục làm từ thiện cho chương trình thiện nguyện của em. Thực sự mà nói, giọng của hai bạn là gọi là không thể nào mà chọn được là bạn nào hơn bạn nào. Thực sự mà nói như vậy. Và cái câu chuyện của Thu cũng rất là hay, vì câu chuyện của Thu là một câu chuyện tích cực, nhưng mà nó theo một cái hướng khác, có nghĩa là sự lan tỏa tích cực có sẵn. Còn đối với Đức, cái câu chuyện của Đức nó chạm đến trái tim của gần như là nếu 10 người thì là chạm đến đủ 10 người. Tuổi trẻ như vậy mà bạn ấy đã nghĩ ra và bạn ấy theo đuổi đến 7 năm trời, có nghĩa là bạn làm từ lúc bạn 21 tuổi. Đó là một câu chuyện phải nói là cực kỳ trân quý. Đúng không? Đúng không? Cho nên là mình rất là vui khi bạn mình được chọn ha. Tôi không nói gì nữa rồi, vì với tôi nói gì cũng là vô nghĩa. Hết có quyền rồi. Với tỷ lệ này thì chúng ta cũng biết được giọng hát giành chiến thắng rồi. Cảm ơn chia sẻ của các nhà đấu giá. Ngay bây giờ Khanh cũng muốn nghe những cảm nhận của Lê Viết Thu sau khi tham gia chương trình ngày hôm nay, và bạn đã nhận được gì? Dạ, khi tham gia chương trình thì thật ra em rất là vui. Vui vì mình được bước lên sân khấu, mình được hát. Đó là cái mong ước lớn nhất của em. Và em cũng thấy cái điều của Đức thật sự rất là ý nghĩa. Và em cũng luôn tâm nguyện... cuộc đời của em chắc chắn là em phải sống với nghệ thuật, em sống bằng cái giọng hát của em. Thì em nghĩ là mình phải sống cho thật tốt, thì từ trái tim mình mới chạm đến trái tim mọi người. Và em nghe câu chuyện của Đức thì em cũng rất là cảm động, và em cũng thấy hoàn toàn xứng đáng với câu chuyện của Đức. Và hồi nãy nha, nếu em đứng đây, thật ra em nghĩ rằng nếu như em mà có chiến thắng đi chăng nữa thì em nghĩ rằng em lấy cái số tiền đó em quyên góp hết cho Đức để Đức làm từ thiện luôn. Thì em thấy nó rất là ý nghĩa. Đúng rồi. Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ của Lê Viết Thu. Và một lần nữa chúc mừng cho Trọng Đức chiến thắng giành chiến thắng của sàn chiến giọng hát đêm nay. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thật ra thì chiến thắng này em nghĩ là không thuộc về riêng em, mà là thuộc về tất cả các thành viên của nhóm em. Tại vì nhóm em có rất là nhiều thành viên. Nếu như mà được phép thì em xin được chia sẻ tên nhóm của em là Hát Để Sẻ Chia, Singing For Sharing. Thì nhóm của em tính đến hiện tại thì 7 năm 6 tháng hoạt động, thì nhóm tụi em đã đóng viện phí cho các bệnh nhân nghèo được 2 tỷ 339 triệu đồng. À, hay quá. Và Khanh hy vọng đằng sau chương trình này, Hát Để Sẻ Chia sẽ ngày càng đến gần hơn với công chúng, và tất cả những hoạt động của các thành viên trong nhóm đã và đang làm sẽ được mọi người đón nhận nhiều hơn nữa nha. Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Chúc mừng cho Trọng Đức và Hát Để Sẻ Chia một lần nữa. Và anh Nguyễn Văn Trung trở thành nhà đấu giá sở hữu giọng hát giành chiến thắng. Anh có 6 triệu mang về. Anh không có muốn mang 6 triệu về, mà anh sẽ dùng 6 triệu đó để đóng viện phí Nhi cho Đức luôn. Quá tuyệt vời. Khanh chúc cho những hoài bão hiện tại của Trọng Đức sẽ ngày càng được lan rộng hơn nữa và chạm được hết tất cả những trái tim của những khán giả khác sau khi mà xem chương trình này. Một lần nữa chúc mừng cho Trọng Đức. Và thưa quý vị, đó là kết quả của sàn chiến giọng hát đêm nay. Ngay bây giờ thì 4 người chơi họ sẽ quay trở lại sân khấu để thể hiện lại ca khúc đầu tiên. Xin mời. Qua bên nương xưa lá hoa về chiều, lạnh lùng mềm đưa trong nắng lơ thưa. Khi đến cuối thôn
chân bước không hồn. Nhớ sao là nhớ đến người này thơ. Anh nhớ trường đầy dáng em gầy gầy, dịu dàng nhìn anh đôi mắt lấp lánh. Anh nhớ bước em khi nắng vương thêm, má em màu ngà tóc thề nhẹ vương. Ngày anh về qua sân nắng chạy nhớ câu thề, tim tái tê chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu. Đây anh về nương dâu giọng hát câu hò thôi hết đưa hình dáng yêu kiều về hoa tím biết đâu mà tìm. Anh nhớ xót xa dưới che là điều vừa rồi đã khép lại chương trình sáng diễn giọng hát đêm nay, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào tuần sau lúc 20:30 thứ năm trên kênh VTV3. Chương trình sáng diễn giọng hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại ạ.